Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khiến người dân miền Tây trải qua đợt hạn mặn gay gắt nhất lịch sử. Không chỉ gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ, việc trồng cây ăn trái và nông sản, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt như ăn uống, tắm giặt của người dân. Ở xã Phú Phong này là xã vùng sâu của huyện Châu Thành, tình hình nhiễm mặn là hết sức là gay gắt, cái độ mặn nó quá cao, cho nên là địa phương cũng hết sức là khó khăn, trở tay không kịp, thiếu nguồn nước sinh hoạt, rồi thiếu cái nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. Không, mấy năm trước thì có chặn tháng mấy giờ không nước mặn chứ người ta cây không chết, rồi năm nay tới hai tháng mấy gần 3 tháng rồi cây chết hết chứ rụng lá rồi. Thì không có nước nữa, này tưới thanh long khi me rồi nó cũng bị cháy me đó. Cây thì nó chết héo nữa. Xã thì nó cho thời gian hết nước rồi. Nay ở sông Long mà giờ hết nước phải đi ra xã khác lấy rồi. Thì hiện nay thì nước mặn đã nhiễm toàn bộ cái hệ thống kinh của nội đồng của xã Tân Thường Bình. Nước sinh hoạt của người dân cũng rất là khó khăn. Phải nói là từ trước tới giờ thì ở đây thì chưa có ảnh hưởng cái hạn mặn kéo dài mà nó lâu như năm nay. Trước tình hình đó, Hồ Ngọc Hà và những người bạn cùng ekip T-Production đã quyên góp để đầu tư hệ thống máy lọc nước cho người dân miền Tây, đặc biệt là các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất như Tiền Giang, Bến Tre, Long An. Sau gần 3 tuần khảo sát và tiến hành lắp đặt, phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Tiền Giang, chính quyền các xã, Tập đoàn Đại Việt cùng báo Tiền Phong, chiều ngày 29 tháng 3 vừa qua, đại diện ekip Hồ Ngọc Hà, T-Production và Việt Nam Tươi Đẹp đã có mặt tại điểm đến đầu tiên là Tiền Giang. 3 hệ thống máy lọc nước tân tiến nhất đã được trao tặng cho 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề: xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, xã Phú Phong, huyện Châu Thành và xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây. Đây là hệ thống không chỉ mang đến nguồn nước sạch sinh hoạt mà còn có thể uống trực tiếp như nước tinh khiết đạt chuẩn do Bộ Y tế chứng nhận. Ngoài hệ thống máy lọc nước, đại diện ekip Hồ Ngọc Hà, T-Production còn trao tặng những phần quà thiết thực bao gồm gạo, mì gói, bình đựng nước 25 lít và bình nước tinh khiết đến cho người dân. Phải nói là địa phương rất là vui mừng. Thì lắp đặt cái hệ thống này thì địa phương cũng cơ bản là cung cấp được phần nào cho các hộ này để có nước sạch sinh hoạt. Hồ Ngọc Hà tặng cái máy cho người dân ở đây là người dân rất là phấn khởi. Cái này là vừa lọc được nước tinh khiết cho người dân, là mình lọc từ nước trực tiếp từ nước sông lên, là mình lọc ra là cho người dân uống trực tiếp tại vòi. Nó khác biệt với những cái hãng khác. Sau khi mà tiếp nhận cái máy lọc nước thì chúng tôi sẽ vận hành để phục vụ nước sinh hoạt cho bà con. Ở đây thì cũng ít có tổ chức nào xuống đây tặng nước á. Sau khi mới biết có tổ chức có Hồ Ngọc Hà xuống rồi mình mới ở đợi lấy nước nè. Bà con đỡ khổ có nước rồi mừng chứ không có gì hết. Rất cảm ơn cho nhà tài trợ. Đây thì cung cấp nước sạch cho bà con người ta đây ăn uống đồ được thì cô cũng rất mừng. Nước thì cũng rất mừng. Thành thật cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban xã và nhân dân xã Thuận Bình cũng lấy lần rất là cảm ơn đã đồng hành hỗ trợ cho địa phương có thêm cái động lực để tiếp tục phát triển sản xuất cùng với cả nước là phát triển kinh tế trong thời gian tới. Với sự hỗ trợ từ Hồ Ngọc Hà và những người bạn, từ nay người dân ở các địa phương trên có thể sử dụng miễn phí nguồn nước sạch. Trong thời gian tới, ekip sẽ tiếp tục mang nước sạch đến cho người dân tại Bến Tre, Long An để chung tay vượt qua hạn mặn khốc liệt này.